Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thành Tâm. Thì mình là Khủng Long. Những ngày qua mình đọc trên comment á, có nhiều bạn quan tâm tới dòng xe Vario ở cửa hàng mình và còn thắc mắc về thủ tục trả góp á. Thì để hôm nay mình quay mình giới thiệu những chiếc xe Vario đang có mặt ở cửa hàng mình và tư vấn về thủ tục trả góp cho các bạn nha. Thì xe Vario ở cửa hàng mình á, ngoài xe lướt ra thì mình còn có xe mới nữa nha. Hôm nay thì mình quay xe lướt đi để mình giới thiệu với các bạn. Còn xe mới thì các bạn có thể subscribe kênh, ở trên đó thì mình có đăng về xe mới ở cửa hàng mình luôn. Xe mới mình về liên tục luôn nha các bạn. Và màu sắc thì rất nhiều, rất đa dạng cho các bạn lựa chọn. Cũng như là xe lướt này nè, màu sắc cũng rất đa dạng luôn. Các bạn muốn biết chi tiết thì cứ liên hệ với mình để mình giới thiệu thêm cho các bạn. Thì ở cửa hàng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trả góp lên đến 30 triệu luôn nha. Với những xe có giá trị dưới 30 triệu á, thì các bạn không cần phải trả trước. Còn với dòng xe Vario đi thì các bạn trả trước cho mình khoảng 9 triệu là cũng có Vario chạy rồi đó các bạn. Thì để mình đi một vòng mình giới thiệu những chiếc Vario đang có mặt tại cửa hàng 1 của mình cho các bạn xem nha. Xe thì mình còn đậu ở cửa hàng 2 nữa. Rất nhiều luôn, rất đa dạng cho các bạn lựa chọn. Ở bên trong nè, mình có Vario mẫu cũ nha, hai chiếc 150 mẫu cũ nè các bạn. Một chiếc đời 2017 và một chiếc đời 2018. Thì chiếc màu xanh mờ đó đó. Chiếc đó 59 triệu. Chiếc màu trắng thì là 61 triệu ha. Chiếc Click 125 nè, đời 2017 nè các bạn. Xe đó thì 58 triệu. Với dòng mẫu cũ này á, được rất nhiều khách hàng ưa chuộng nha các bạn. Và qua thời gian á thì xe cũng giữ giá nữa. Nếu như các bạn chơi xe này á thì sau này nó cũng giữ giá lắm luôn. Thì tiếp theo đi, mình có chiếc Vario 150 đời 2020 nè. Chiếc này 47 triệu. À, chiếc này giấy phố luôn nha các bạn. Thì khi các bạn mua về á, đóng thuế chỉ vài trăm ngàn thôi là có thể ra biển rồi. Bên cạnh thì mình có chiếc 150 đời 2019 nữa nè. Chiếc này 47 triệu 500 nha, cũng là giấy phố luôn. Về các bạn đóng thuế hơn 300 ngàn là có thể ra biển. Ở đây thì mình có chiếc này 125 2021. Chiếc này thì 42 nha. Xe đi chỉ mới hơn 1.000 cây số thôi các bạn, như là xe vừa đi hết road đai thôi. Ở phía dưới này mình cũng có nữa nè, thì mời các bạn xuống ở đây mình cùng xem tiếp nha. Thì thủ tục hồ sơ trả góp tại cửa hàng mình á, các bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân cùng với sổ hộ khẩu và hóa đơn điện nước ở tại hộ khẩu của mình nha, thì mình hỗ trợ cho các bạn lên đến 30 triệu luôn. Và nếu như các bạn có được cái bảo hiểm y tế á, thì lãi suất sẽ ưu đãi hơn nữa. Chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với mình đi để mình tư vấn rõ hơn cho các bạn. Ở đây mình có chiếc 125 đời 2020 nè, chiếc này chỉ 39 triệu 500 thôi. Thì ví dụ như với chiếc này các bạn trả trước cho mình 9 triệu 500 là có thể lấy xe về. Đây, bên trong chiếc này cũng 39 triệu 500 ha. 125 đời 2020, xe này trả trước 9 triệu 500 là lấy xe về. Thủ tục rất đơn giản nha các bạn, và duyệt hồ sơ nhanh chóng thôi, trong vòng 30 phút là các bạn sẽ được duyệt hồ sơ. Vario mình còn rất nhiều luôn, mình còn ở bên cửa hàng 2 nữa. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ với mình. Rồi, các bạn còn thắc mắc gì về thủ tục trả góp hay là tìm dòng xe nào thì cứ liên hệ với mình nha. Mình là Khủng Long, đến từ kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thành Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.